vào cái hàng là nó mới có đi tốt của nó sao. Chậu rửa chén là một trong những thiết bị còn có ở trong căn bếp, và để cho quý hàng đang tìm kiếm một chiếc chậu rửa chén có thiết kế hai ngăn và có thêm cái bàn chờ để thuận tiện hơn cho việc rửa chén như là sơ chế thực phẩm. Thì trong video ngày hôm nay chia sẻ có yêu được quý khách hàng cái mẫu chậu rửa chén hai ngăn có bàn chờ của hãng Ecolit với mã là ESD11650S. Trong video ngày hôm nay thì cùng chúng tôi giải mã phát chi tiết hơn về mẫu chậu này nhé. ESD11650S là sản phẩm chậu rửa chén inox 304 thiết kế hai ngăn có khuôn bàn chờ của hãng Ecolit. Tổng thể chậu được thiết kế theo dạng là hình chữ nhật với chiều ngang là 116cm và chiều rộng là 50cm. Chậu có thiết kế hai hộp rửa bằng nhau và có một cái bàn chờ rất là lớn ở cái phía bên phải. Và thiết kế bàn chờ thì nó dạng thoải như thế này sẽ giúp nước nó sẽ thoát xuống dễ dàng hơn. Ở trên thành chậu thì sẽ có thiết kế sẵn cho chúng ta là hai cái lỗ chờ để khách hàng có thể là lắp đặt bồn rửa chén cũng như là các phụ kiện khác như là bình xà bông hoặc là thiết bị lọc nước ngay tại vòi. Tổng thể chậu ESD11650HS được hãng Ecolit thiết kế rất là vuông vắn. Tuy nhiên song song đó thì chúng ta sẽ có những cái đường nét nó uốn cong mềm mại hơn, như là những cái đường uốn cong ở cả bốn góc như thế này để tránh tình trạng bẻ cạnh và hạn chế cái việc bị xước tay khi mà mình sử dụng. Ngoài ra thì quý khách mình thấy là ở trong lòng chậu cũng được thiết kế những đường cong như thế này để tạo nên cái sự hài hòa hơn cho tổng thể thiết kế. Về độ dày của thành chậu thì cái phần này chúng ta sẽ có độ dày là 3.5mm, rất là dày dặn và chắc chắn để mang lại một khả năng chịu lực rất là tốt. Chứ chậu này khi lắp đặt thì chúng ta sẽ lắp đặt là nổi nha. Và kích thước các đá thì quý khách có thể tham khảo thêm trong cái phần mô tả chi tiết của sản phẩm. Còn về phần chất liệu thì hãng Ecolit hoàn thiện cái chậu này hoàn toàn là từ chất liệu inox 304 cao cấp, cho nên là nó sẽ có ưu điểm là chống ăn mòn nè, hạn chế bị cày xước nè, chống gỉ sét, giữ được cái bộ sáng bóng tự nhiên của sản phẩm và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình. Ngoài ra thì bề mặt còn rất là ít bấm bẩn và chúng ta có thể là dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Về kết cấu của chậu thì chúng ta sẽ có là hai ngăn rửa theo dạng hình vuông bằng nhau ở đây. Ngoài rửa thì được thiết kế rất là rộng với độ sâu là 21cm để chúng ta có thể thoải mái rửa chén nè, sơ chế thực phẩm, mà cái độ sâu như vậy thì cũng không có sợ bị nước văng lên người nha, tạo ra không gian rửa chén rất là thoải mái. Còn ở bên phải của chậu thì chúng ta sẽ có một cái bàn chờ, ở đây thì quý hàng có thể đựng chén bát còn rửa nè, hoặc là rau củ quả trái cây này kia đó thì mình có thể để ở đây. Khi rửa thì mình có thể úp lên hoặc là mình chờ rửa mình để đây rất là thuận tiện nha. Cái không gian này thì tùy ý mình sẽ sử dụng. Còn ở trên thành của chậu thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ chờ để lắp vòi rửa chén ở ngay chính giữa nè. Mình sẽ có khoan lỗ sẵn nha, chúng ta chỉ cần lắp thôi. Rồi bên đây là cái lỗ để lắp thiết bị lọc nước hoặc là bình xà bông hoặc là bình rửa chén gì đó. Rồi ở trong lòng chậu thì mình sẽ có một cái lỗ độc rác. Đây mình sẽ có lỗ độc rác bằng inox nha. Cái này có thể tháo ra rất là dễ dàng để vệ sinh. Ở bên dưới rồi là cái ron cao su để có thể dùng là giữ nước nha. Trong trường hợp quý khách hàng mà muốn ngâm rửa thực phẩm á, thì mình có thể ấn cái lỗ lát này xuống thì nước sẽ giữ được ở trên mặt trên và không có bị thoát xuống. Còn khi mà muốn nước thoát xuống thì mình chỉ cần đẩy nhẹ cái lỗ lát này lên là được. Ngoài ra thì ở trong lòng của cái ngăn chậu ở bên trái mình sẽ có một cái lỗ thoát nước chống tràn. Ở đây là hàng trưng bày ở showroom cho nên là cái phần mặt nạ này mình chưa có lắp vô, thì khi mà mua thì nó sẽ có một cái mặt nạ hoàn chỉnh nha. Thì cái lỗ thoát tràn này sẽ giúp thoát bớt nước ra ngoài trong trường hợp là chậu bị tắc nghẽn gì đó thì nó sẽ thoát bớt nước để không có bị tràn ra bên mặt bếp. Ở bên dưới đáy của chậu sẽ được hãng Ecolit sơn một cái lớp chống thấm để tránh tình trạng là nước nhỏ giọt gây làm hỏng tủ ha. Thì khi mà mua sản phẩm này thì hãng Ecolit cũng sẽ trang bị cho chúng ta đầy đủ cái mũ xả và si phong này kia để quý khách hàng có thể là tự lắp đặt tại nhà cũng được nha. Thì mình sẽ có đầy đủ trọn bộ luôn. Bây giờ chị đã giới thiệu cho quý khách hàng tổng quan về chiếc chậu rửa chén